Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay được duyên lành là giám đốc của đài BYN tạo điều kiện cho Kamani Kim Châu Jeweler để chúc Tết quý đến với quý đồng hương, quý khách, quý thân hào nhân sĩ, quý bạn bè xa gần đã thương mến và giúp đỡ đủ mọi điều kiện cho Kim Châu Jeweler và gia đình của Kim Châu. Kim Châu xin thành tâm cầu nguyện, cầu mong sao tất cả được sớm gặp Phật Đạo và giác ngộ và giải thoát, hưởng được sự vô lượng an lành, vô lượng cát tường. Nam Mô A Di Đà Phật.